Xin chào các bạn, ở đây mình có chiếc máy tính bảng Tegra Note 7. Thì trước đây mình đã trên tay nó rồi và bây giờ mình giới thiệu lại lần nữa, bởi vì ở đây sẽ là cái phiên bản được phân phối chính thức ở thị trường Việt Nam và nó sẽ do cái hãng là Zotac sản xuất. Ngoài Việt Nam ra thì tất cả những cái máy Tegra Note 7 ở thị trường ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương đều sẽ do cái hãng này sản xuất. Thì đây là cái hộp của chiếc máy, thì trước đây chúng ta chưa được thấy cái hộp này. Phía trước thì chúng ta có in một số cái thông tin cấu hình của chiếc máy này, ví dụ như là có màn hình 7 inch, độ phân giải là 1280. Chúng ta có chip Tegra 4 mới nhất và mạnh nhất của hãng Nvidia, bộ nhớ trong là 16GB và một số thông tin khác. Cái máy này mặc định là nó đang chạy trên cái phiên bản Android 4.2, tuy nhiên cái máy mình cầm thì nó đã được nâng cấp lên 4.4 rồi. Trong hộp thì chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng của Tegra Note 7, một cục sạc và một sợi cáp micro USB. Và đây là cái chiếc Tegra Note 7. Thì mình chỉ nói sơ về cái chiếc máy này thôi. Đây là một cái chiếc tablet 7 inch và nó sử dụng cái tấm nền IPS, cho nên là cái chất lượng hiển thị của nó khá là tốt và cái góc nhìn của nó cũng rất là rộng. Một cái điều mà mình hơi thất vọng về cái chiếc Tegra Note này đó là cái mặt sau của nó có thể nói là hơi xấu, bởi vì nó có quá nhiều logo và có quá nhiều những cái thông tin được hiển thị ở trên cái vỏ nhựa cho nên là cái mặt sau của nó nhìn không được đẹp cho lắm. Máy cũng hơi dày. Rồi, ở mặt trước thì chúng ta có hai cái loa ngoài nằm ở hai bên, thì nó sẽ giả lập cái hệ thống âm thanh stereo. Và cái chất lượng hoàn thiện của cái máy này chỉ ở mức trung bình mà thôi, bởi vì các bạn thấy là từ những cái cổng kết nối cho đến những cái khe này thì nó được làm không có được sắc sảo cho lắm, nhìn nó vẫn còn hơi vụng về. Và cái phím nguồn ở đây thì nó hơi lỏng lẻo chứ không có được chắc chắn. Hiệu năng thì trước đây mình đã từng benchmark chiếc máy này thì nó có một cái hiệu năng rất là cao. Điểm AnTuTu trước đây mà mình ben nó là được hơn 35.000 điểm. Tuy nhiên đối với cái máy được phân phối chính thức này thì mình sẽ tiến hành benchmark lại một lần nữa bằng nhiều cái phần mềm benchmark khác nhau để chúng ta có thể tham khảo so với những cái máy khác. Đây là cái giao diện mặc định của chiếc máy và bạn có thể vào xem cái phần ở bao, thì nó đang chạy trên cái Android 4.4.2 KitKat mới nhất của Google. Theo thông tin mình được biết thì cái chiếc tablet này nó sẽ được bán ở Việt Nam với giá là 5,2 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn.